Hiu chú chọi. Con hỏi chơi ngoài với anh nha, vào tìm mẹ có việc gì hả? Rồi đóng cửa lại. Ê rồi lại đây. À tìm mẹ có việc gì hả? Làm gì đấy? Tìm đồ ăn ngon rồi đúng không hả? Ấy xúc xích à? Cũng được nhưng phải đưa tiền cho mẹ hả? Đấy. Thôi được rồi được rồi, lại đây không thu tiền, lại đây ăn xúc xích nhanh lên. À, được rồi ngồi xuống. Rồi đây cả nhà ơi, một bịch xúc xích này, đây là xúc xích Việt nha cả nhà. Vì mùa hè này nóng, ăn Việt cho nó mát ra, mà cái này cũng không phải là mặn ha. Bạn nào hay bị cháy dòng nước mắt thì ăn Việt nó cũng tốt nha cả nhà. 0974809436 Zalo mua hàng ạ.